Xin chào các bạn, tôi là Charlie Chaplin. Hello everyone, I'm Charlie Chaplin. Từ khi còn nhỏ, tôi rất yêu thích biểu diễn. When I was a kid, I was fond of performing. Đôi khi, tôi còn phải đi xin ăn. Sometimes, I had to beg for food. Bây giờ, tôi là một diễn viên hài nổi tiếng thế giới. Now, I am a world famous comedy actor. Tôi rất vui khi khán giả yêu thích những bộ phim của tôi. I am so happy when the audiences love my movies. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thank you for listening. Tổ chức tiệc. To hold a party. Tổ chức hội thảo. To hold a conference. Tổ chức bầu cử. To hold an election. Tự đứng vững. To hold your own. Tổ chức họp. To hold a meeting. Nín thở. To hold your breath. Tổ chức phỏng vấn việc làm. To hold a job interview. Có giá trị. To hold true. Sống trong không khí vui vẻ. To live in a joyful atmosphere. Kết hợp chặt chẽ với. To coordinate closely with. Đang được xây dựng. To be under construction. Bao gồm 3 nhân tố. To consist of 3 factors. Đang được xem xét. To be under consideration. Chạm khắc điêu luyện. To carve skillfully. Dọn sạch căn phòng. To clean up the room. Tập trung cho môn học chính. To focus on the core subject. Ho cả ngày. To cough all the day long. Ngứa chân muốn đi du lịch. To have itchy feet. Làm nên sự khác biệt. To make different. Tọa lạc bên sườn đồi. To locate on the hillside. Bắt anh ta ăn kiêng. To put him on a diet. Đặt ra mục tiêu. To set a goal. Đón ai đó. To pick somebody up. Đưa ai tới đâu. To deliver somebody to somewhere. Dành một tràng pháo tay cho ai. To give a big hand for somebody. Thank you for listening. Bye.